Hello, xin chào tất cả nhà. Xin chào tất cả những người anh em thiện lành trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Cả nhà nghe do em Thắng đang chia sẻ thì mọi người hãy comment cho em Thắng phím thật nhiều số 9 được không ạ? Cả nhà hãy cùng chào đón nhau bằng thật nhiều số 9 để chúng ta sẽ đón nhận được nhiều thông tin trong buổi tối ngày hôm nay. Cả nhà vừa được đi gì ạ? Tham quan bằng những cái slide mà anh Huy Phạm đã trực tiếp sưu tầm lại. Mọi người nhìn thấy rằng là một cái buổi mà rất là ấm cúng cũng như là rất nhiều những cái bất ngờ từ Thải viện nghiên cứu của chúng ta đúng không ạ? Và cả nhà hãy cố gắng làm sao trong cái tháng 11 này cùng với đòn bẩy đó chính là những cái sản phẩm mới cũng như là cái chính sách mới chúng ta sẽ bứt phá thị trường và để cùng nhau tham gia vào cái chương trình tại Thâm Quyến Trung Quốc vào tháng tiếp theo nhé cả nhà nhá. Và bây giờ em Thắng sẽ bật mí cho mọi người. Buổi Zoom tối ngày hôm nay là một buổi Zoom tuyệt vời nhất trong tất cả buổi Zoom. Và trong thời gian vừa qua thì mọi người biết rằng là thời gian tiền thị trường chúng ta chưa có nhiều thời gian để bùng nổ. Nhưng chắc chắn rằng trong buổi ngày hôm nay xong, chúng ta sẽ là những người tiên phong đầu tiên để bứt phá thị trường. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được đón nhận tất cả những cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta đã được chờ đợi. Và cả nhà đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu sẵn sàng, cả nhà comment sẵn sàng đi ạ. Và chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để chúng ta có thể nhìn thấy gì ạ. Trên đây chính là cái slide mà em Thắng đã gì ạ, mất công cả buổi sáng ngày hôm nay để transfer cho mọi người sang tiếng Việt để mọi người nắm thật rõ về những thông tin về công ty để mọi người hiểu hơn, mọi người nắm bắt kỹ hơn về công ty. Và hiện tại chúng ta là gì ạ? Với cái logo cũ nó chính là PIP đúng không ạ? PAP thì hiện tại chỉ là một công ty chuyên sản xuất sản phẩm thôi. Còn Stem Cell nó là một đơn vị là hiện tại sẽ là marketing cũng như phát triển cái sản phẩm và là một trong những cái mà chúng ta sẽ đẩy tới đây đó chính là thương hiệu Stem Cell. Cả nhà cùng nhắn cùng comment là Stem Cell được không ạ? STEMXE 3 chữ L. Giới thiệu mọi người, đây là một công ty mà họ tận dụng được cái công nghệ và chia sẻ lan tỏa cho mọi người một cái lối sống lành mạnh có tên là Stem Cell. Và trong trong công ty Stem Cell này là bên trong nó chính là một cái công nghệ và một cái sức mạnh đột phá và khác biệt. Cả nhà cùng comment đi ạ, đột phá và khác biệt. Và nó sẽ là một cái kỷ nguyên mới trong ngành sức khỏe. Đó, thì Stem Cell thì viết tắt là Stem X. Thì tới đây chúng ta sẽ gọi công ty Stem Cell chính là công ty Stem X cả nhà nhá. Stem X là một nền tảng tiếp thị sức khỏe và khởi nghiệp trên toàn cầu do các công ty hàng đầu trong ngành tạo ra và thông qua một cái công nghệ tế bào gốc tiên tiến và một cái khái niệm về tiếp thị sáng tạo hơn, chúng ta mang đến một sức khỏe cho mọi hộ gia đình, đảm bảo rằng sức khỏe không còn là đặc quyền cho một số ít nữa mà tất cả chúng ta ở trên toàn cầu này đều có mang lại một cái sức khỏe tốt nhờ vào cái công nghệ đột phá của STEMX. Và STEMX cam kết trao quyền cho tất cả các doanh nhân tạo ra các cơ hội kinh doanh bền vững và thúc đẩy các sáng kiến về sức khỏe và là một môi trường phát triển trên toàn cầu. Và STEMX, cả nhà đến STEMX chúng ta sẽ được phát triển trên toàn cầu cả nhà nhé. Ok, thì Stem Cell viết ở đằng sau nó có 3 chữ L. 3 chữ L này viết tắt của cái gì? Thế em Thắng sẽ giải thích mọi người chữ L đầu tiên. Đó chính là gì ạ? Khách hàng. Đó, khách hàng. Thì công ty này đặt khách hàng lên làm trung tâm. Cả nhà có thể cùng comment ạ. Khách hàng. Tiếp theo là chữ L tiếp theo đó chính là leader, là lãnh đạo đấy ạ. Chữ L đầu tiên là client. Thứ hai là leader, là lãnh đạo. Ngoài khách hàng ra thì họ quan tâm đến những cái doanh nhân và những cái nhà lãnh đạo. Họ phát triển cùng với cả hệ thống STEMX và tạo ra một cái nguồn thu nhập cũng như là phát triển giúp cho những người này càng ngày họ càng bền vững với công ty hơn. Thứ hai, chữ L thứ ba đó chính là legacy, nó là di sản và thế kế thừa. Có nghĩa ở đây khi chúng ta làm ở đây á là chúng ta chỉ cần làm một lần thôi, làm một lần duy nhất và chúng ta được hưởng mãi mãi và nó mang tính chất bền vững. Vì công ty này là một công ty mang trong mình một sản phẩm công nghệ khác biệt và một cái chính sách cũng như kết nối tiếp thị trong ngành sức khỏe đặc biệt nhất. Cái sứ mệnh đầu tiên của STEMX đó chính là biến cái sức khỏe thành quyền lợi cho mọi gia đình thông qua đổi mới về công nghệ.
Very good đúng không ạ? Một cái câu rất là hay với cả nhà nhá. Tiếp theo đó là tầm nhìn. Tầm nhìn của Temix đó là trở thành một công ty hàng đầu trên thế giới về nền tảng khởi nghiệp và thúc đẩy cái sự phát triển các sáng kiến về sức khỏe và bảo vệ môi trường. Và hiện tại thì Temix đang đặt văn phòng tại gì ạ? Malaysia, Đài Loan và Việt Nam. Viện nghiên cứu hiện tại đang là nằm tại gì ạ? Thâm Quyến Trung Quốc, cả nhà vừa thấy anh Louis Phạm vừa chia sẻ rồi đúng không ạ? Và viện nghiên cứu ở Hàn Quốc. Cả nhà ở đây chúng ta sẽ được đi tham quan viện nghiên cứu tại Trung Quốc và Hàn Quốc cả nhà. Và còn tiếp theo chúng ta có thể đến trực tiếp tại Đài Loan nữa cả nhà nhé. Và tiếp tục cái kế hoạch mở rộng tương lai thì là tiếp tục sẽ là Thái Lan, Indo, Philippines và cả gì ạ? Australia và còn nhiều hơn quốc gia khác nữa đúng không ạ? Và họ lấy vùng Đông Nam Á và châu Á làm trung tâm để phát triển ra các quốc gia khác cả nhà nhé. Ba ưu điểm chính của STEMX, cả nhà có thể cùng comment. Đầu tiên đó chính là công nghệ độc đáo. Công nghệ độc đáo tạo ra cái sự khác biệt cho STEMX. Nó khác biệt ở đây nó là không giống ai ở trên thị trường này. Và đây chính là cái yếu tố quan trọng và em Thắng nhìn ra và em Thắng thấy rằng đây là một cái mà rất là quan trọng ở trong cái công nghệ. Đó chính là công nghệ tế bào gốc thực vật. Tiếp theo đó là sản phẩm chất lượng cao. Ở đây cả nhà biết rằng là với những cái sản phẩm bên ngoài thị trường kia, ví dụ như là gì ạ, một cái nguyên liệu nào đó về một loại thảo dược quý hiếm, thì với cái khả năng nuôi trồng ở bên ngoài kia thì nó sẽ không thể nào đồng đều được. Nhưng với gì ạ, sản phẩm của chúng ta thì là gì ạ, cứ chỗ nào mà là tốt nhất thì là chúng ta là trở thành gì ạ, cái sản phẩm của mình. Thì đây là cái điều khác biệt. Và tiếp theo đó là cái kế hoạch tiếp thị sáng tạo. Cả nhà có thể cùng comment. Đây là một trong những cái chính sách tiếp thị vô cùng sáng tạo và đỉnh cao và được đúc rút rất là nhiều của gì ạ? Nhiều nhiều chính sách vào và giúp cho nó thay đổi và cũng như khác biệt hoàn toàn. Phần đầu tiên em Thắng sẽ đi vào cái công nghệ độc đáo để cả nhà có thể nhìn thấy. Cả nhà nhìn thấy cái hình ảnh ở bên tay phải đó chính là cái hình ảnh của tế bào gốc. Ở đây là gì ạ? Tế bào gốc của chúng ta ở tầng nguyên sinh của tế bào gốc. Và khi chúng ta nuôi cấy bằng công nghệ và phân lập bằng công nghệ tế bào gốc thực vật này thì chúng ta chiết xuất rất là chính xác các tế bào gốc có hoạt tính cao. Ví dụ như là gì ạ? Nhân sâm thì chúng ta phải lấy loại nhân sâm tốt nhất và chúng ta gì ạ? Chiết xuất nó ra. Tiếp theo là gì ạ? Các loại thực vật quý hiếm khác như phúc bồn tử này, mắc ca đen hay là bất cứ một loại khác thì chúng ta đều chiết xuất ở cái loại mức cao nhất. Đúng không ạ? Và nuôi cấy chúng và khi mà nuôi cấy ấy, thì sẽ lựa chọn lúc nào là lúc cao nhất thì chúng ta lựa chọn ra để chúng ta sản xuất tất cả những cái sản phẩm. Và ở đây một điều đặc biệt đó chính là cái môi trường mà chúng ta nuôi cấy này á thì làm không có gì ô nhiễm cũng như là vô trùng hoàn toàn. Và điều này cho phép chúng ta sản xuất hàng loạt các tế bào gốc thực vật với cái độ tinh khiết vô cùng cao, gần như là gì ạ, tuyệt đối cả nhà nhé. Rồi ạ, tiếp theo ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình ở đây á, em Thắng đang share cho mọi người đó chính là cái viện nghiên cứu tế bào gốc và ở trên này á, thì mọi người nhìn thấy rằng là hình ảnh đây chỉ là một trong những cái nguyên liệu mà chúng ta đang nhân bản thôi mà công ty có gì ạ còn rất nhiều các loại khác thì ở đây là gì ạ gọi nôm na nói tắt chung đó chính là tất cả các loại thảo dược quý hiếm ở trên thế giới và chúng ta là gì ạ lựa chọn ra và chúng ta nhân bản bằng cách là phân tách tế bào gốc mô phân sinh. Sau đó chúng ta lấy cái mô này mang vào và phân lập tạo ra một cái tế bào mới tinh. Và cái tế bào mới này thì tiếp tục nuôi cấy để nó tạo ra ở trên một cái bể lớn hơn và tối ưu hóa nó tăng cường các thành phần hoạt tính trên một cái bể 250 lít. Thì từ đó tạo ra một cái công nghệ nhân bản không giới hạn và mang cái thành phần này để sản xuất tất cả các nguyên liệu và sản phẩm. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là một cái công trình nghiên cứu mà là gì ạ? Vô cùng tuyệt vời và cái công trình này được phát triển bởi một tiến sĩ nhà khoa học rất là nổi tiếng của Hàn Quốc đó chính là gì ạ ông Chen Rongju cả nhà có thể comment là ông Chen Rongju và đội ngũ của ông rất là chuyên nghiệp cùng phát triển với ông và ông ấy đã vượt qua được cái nút thắt kỹ thuật trong 160 năm qua họ đã thành công trong việc phân tách và nuôi cấy tế bào gốc thực vật toàn năng cái công nghệ nắm giữ hơn 100 bằng sáng chế trên toàn cầu và đặc biệt đó là bao gồm 5 cái bằng sáng chế ứng dụng vào trong thực tiễn ứng dụng chính và ở trên này cái sản phẩm mà gì ạ
công nghệ nuôi trồng và nhân bản tế bào gốc thực vật này được sự công nhận của quốc tế, cả nhà nhé, công nhận nổi bật ở trên kênh Discovery Channel với 350 triệu người xem trên 180 quốc gia và được đoàn làm phim đến tận nơi gọi là một xứ sở của Hàn Quốc về nhân sâm, đó chính là núi Jeju, Hàn Quốc, và ghi lại 3 lần để đưa tin về những cái đột phá công nghệ tế bào gốc thực vật này và tác động của nó để giúp cho cái công nghệ này phát sóng hơn 40 ngôn ngữ trong nhiều năm vừa qua và đóng góp về gì ạ? Về học thuật thì là tháng 11 năm 2010 được giới thiệu trên các trang của Nature Biotech và là đây là một tạp chí uy tín nhất trên thế giới với bài báo ở về gì ạ? Tế bào gốc thực vật là nguồn sản phẩm thiên nhiên, cả nhà nhá. Very good. Đây ạ, trên đây mọi người có thể nhìn thấy hàng trăm cái bằng sáng chế ở trên toàn thế giới và được hỗ trợ hơn 130.000 bài báo về khoa học. Tuyệt vời không cả nhà? Tuyệt vời, mọi người hãy comment là tuyệt vời đi ạ. Và trên này em Thắng đang share cho mọi người là 5 cái bằng sáng chế ứng dụng chính và được cấp tại Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc đấy ạ. Đó, cả nhà nhìn thấy không ạ? Rồi, số 2, cả nhà có thể cùng comment đó chính là sản phẩm chất lượng cao. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta phát triển bền vững cả nhà nhé. Và sản phẩm của chúng ta được sản xuất sản phẩm này tại Hàn Quốc này, Trung Quốc và Malaysia và tới đây còn rất nhiều các quốc gia khác. Tại vì có rất nhiều anh chị hỏi là gì ạ? Sản phẩm chúng ta sản xuất ở đâu đúng không ạ? Thì chúng ta sản xuất tại rất nhiều các quốc gia. Không những tại Hàn Quốc mà lại còn tại Trung Quốc và Malaysia nữa cơ ạ. Cả nhà có thể nhìn thấy ạ. Trên đây chính là nhà máy sản xuất của Hàn Quốc. Đó, cả nhà nhìn thấy không ạ? Rồi, tuyệt vời đúng không ạ? Và mọi người nhìn thấy ở trên này ạ, là một cái hình ảnh về gì ạ? Một cái giấy chứng nhận bởi một cái hiệp hội nhân sâm của Hàn Quốc. Và đây là nhân sâm rừng hoang dã cao cấp từ Hàn Quốc cả nhà nhá. Và tuổi của nó là phải trên 50 năm. Và mỗi một củ trên 50 năm này thì trị giá là trên 30.000 đô cơ. Đó, thì 30.000 đô như này thì không phải ai cũng dùng được. Thì họ sẽ dùng cái công nghệ nhân bản để giảm cái giá thành xuống để cho ai cũng dùng được nhân sâm và trong đó có một thành phần có rất là đắt đỏ có tên là ginsenoside. Và nhân sâm thì mọi người biết rằng là đã được công nhận và hơn 50 quốc gia liên tục nghiên cứu và phát triển nó và hơn 20.000 nhà khoa học hiện tại vẫn đang hàng ngày nghiên cứu. Trong đó có hơn 3.000 bài báo cáo về y khoa cả nhà nhé. Đây là bài báo cáo về y khoa, hơn 2.000 cái công hiệu được cấp bằng sáng chế rồi. Đó là đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy là gì ạ? Anti-cancer có nghĩa là chống ung thư. Thứ hai là gì ạ? Tăng năng lượng này, giảm cholesterol này. Rồi gì ạ? Nó còn rất nhiều tác dụng đó là gì ạ? Bảo vệ sức khỏe này, về làm đẹp này. Rồi gì ạ? Tái tạo tế bào, tăng năng lượng. Rồi gì ạ? Trẻ hóa. Rồi làm chậm quá trình lão hóa, vân vân và vân vân rất là nhiều cả nhà nhé. Và trong đó có một thứ vô cùng quan trọng. Em Thắng muốn mọi người comment xuống. Trong tất cả sản phẩm của chúng ta đều chứa thành phần có tên là ginsenoside hiếm. Nếu như anh chị em nào mà đã từng đến viện nghiên cứu thì mọi người biết rằng là ginsenoside hiếm nó quý giá như thế nào, đúng không ạ? Ở trong ginsenoside bình thường, ở trong củ nhân sâm 4 đến 6 năm á, nó sẽ không có thành phần như ở trên màn hình đâu ạ. Mà nó sẽ có một thành phần na ná giống giống như thế thôi, nhưng nó không phải. Mà ginsenoside hiếm thì nó có PPD, RK1, RG5, RH2 và RG3. Đây là sự khác biệt ở trong sản phẩm của chúng ta. Chúng ta không giống như những nhân sâm ngoài kia chúng ta đang nhìn thấy hồng sâm hay là những loại sâm khác đâu ạ. Thì đây mới chính là những cái thành phần quan trọng để chống ung thư, cải thiện Alzheimer, tăng cường tế bào não và cải thiện chức năng gan, tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy tái tạo da làm trắng da, chống oxy hóa, chống lão hóa, điều chỉnh lượng đường trong máu. Cả nhà biết rằng là gì ạ? Những cái đời vua chúa từ hàng nghìn năm trước, hàng trăm năm, hàng vài trăm năm trước, mọi người biết rằng là gì ạ? Các vua chúa, nếu như vua chúa nào mà dùng được nhiều nhân sâm á, thì tuổi thọ rất là cao. Trung bình gì ạ? Trung bình vậy như là ghi lại ở trong một cái viện bảo tàng của gì ạ? Của vua Càn Long thôi ạ. Thì có một ông vua Khang Hy, ông ăn đến gì ạ? 435 lần nhân sâm và ông sống đến 79 tuổi. Còn tuổi trung bình của vua của Trung Quốc ngày xưa chỉ sống đến 49 tuổi hoặc 53 tuổi là cùng thôi cả nhà nhé. Đó, đấy là sự khác biệt. Đó. Và trên đây, mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình không ạ?
hãy hướng mắt lên màn hình và nhìn thấy sản phẩm của chúng ta, một sản phẩm mới có tên là gì ạ? Energy X, cả nhà có thể cùng comment được không ạ? Đây là một sản phẩm đột phá và tạo ra cái sự khác biệt ở trong sản phẩm của chúng ta. Và đây là một nước uống năng lượng đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ tế bào gốc thực vật CMC để chiết xuất ginseng hiếm, kết hợp hoàn hảo tinh chất thảo dược truyền thống với cái công nghệ hiện đại để cung cấp hỗ trợ sức khỏe, tăng năng lượng toàn diện. Và đây là một cái lý tưởng cho người tiêu dùng tìm kiếm năng lượng hiệu quả cao và lối sống lành mạnh. Đây là sự lựa chọn cho những người bận rộn. Trong này nó có những cái thành phần là gì ạ? Ginseng hiếm, atino acid, amin, macaden, rồi quả mâm xôi, vitamin C, vitamin B, rồi có rất nhiều các thành phần khác, có 99 thành phần cơ ạ. Và đây là một cái sản phẩm cả nhà nhìn thấy bao bì đẹp không ạ? Đẹp, mọi người comment là đẹp đi ạ. Trong này chúng ta sẽ hài hòa giữa màu nâu và màu vàng, biểu tượng cho gì ạ? Đất và gì ạ? Đất và gì ạ? Một trong những cái nguyên liệu rất là quý hiếm từ gì ạ? Đất mọc lên cây đó ạ. Đó chính là màu vàng nâu đó. Đó chính là cái mà trên cái màn hình này mọi người nhìn thấy. Và đây chính là cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời để cho mọi người có thể là gì ạ? Uống hàng ngày và thay cái nước uống của mọi người để giúp mọi người khỏe hơn, đẹp hơn. Và khi chúng ta dùng cái sản phẩm này thì chúng ta được lợi ích gì ạ? Chúng ta sẽ thúc đẩy cái chức năng sinh lý và hỗ trợ lưu thông máu và giúp chúng ta là thải độc cấp độ tế bào, cả nhà không mình đi ạ. Em thắng nếu mà gì ạ? Sản phẩm này em thắng uống cuồn cuộn. Ngày trước em uống một gói thôi, nhưng lại đến ngày hôm nay lại em uống một ngày em uống hai gói. Em thấy càng uống em lại càng thấy ngon và cảm giác là gì ạ? Em không thể thiếu được cái sản phẩm Energy này. Vì nó giúp là chúng ta bảo vệ sức khỏe này, giúp chúng ta tràn đầy sức sống hơn, năng lượng lúc nào cũng cao đúng không ạ? Và một hộp này là 180 gram. Trong gì ạ? Một cái gói này sẽ là 6 gram cả nhà nhá. Cái hộp này nó sẽ là 6 gram. Và 6 gram và mỗi một hộp này nó sẽ có 30 cái gói này. Đó, một hộp là 30 gói. Và tiếp theo ạ, chúng ta có thể cùng comment ạ. Đó chính là sản phẩm BLX, viết tắt của BLTX. Cái này cùng comment ạ. Đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Một sản phẩm kết hợp gì ạ? Để chúng ta làm đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài. Thành phần chính đó chính là nhân sâm rừng hoang dã 50 năm tuổi và có thành phần là gì ạ? Puyerara, có nghĩa là Lobata Thái, là Lobata hoang dã từ Thái Lan. Và đây nó còn được gọi là cái cây là gì ạ? Cây Crown Jewel. Và tên khoa học của cái cây này á, nó đồng nghĩa với việc nó là người làm phép lạ. Và cái vùng trồng của chủ yếu của cái cây này nó chỉ mọc ở tại Thái Lan và nước Đông Nam Á thôi. Và hai cái thành phần này được hòa quyện với nhau cùng với tinh chất của nhân sâm tạo ra một cái sản phẩm vô cùng độc đáo và vô cùng tuyệt vời cho những người phụ nữ xinh đẹp hơn này, nở ngực đầy đặn và cải thiện tình trạng kinh nguyệt không đều, tăng cường cái độ đàn hồi cho da, tái tạo vẻ đẹp và sức khỏe đẹp từ bên trong ra bên ngoài. Đây là một sự kết hợp có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Đây là một sản phẩm dành cho phái nữ và giúp điều chỉnh hormone từ bên trong, tạo hình cái cơ thể từ bên ngoài, nuôi dưỡng toàn diện vẻ đẹp từ bên trong và bên ngoài, phục hồi sự trẻ trung. Nếu như anh chị em nào dùng cái sản phẩm BLX này thường xuyên, mọi người sẽ thấy rằng là càng ngày chúng ta càng trẻ ra, trẻ ra, trẻ ra và chúng ta quay lại. Và đây nó có thể nói là gì ạ? Một trong những cái sản phẩm và nó mang bên trong là nó rất là giàu cái gì ạ? Isolavon. Và đây là một cái loại mà hơn 10 loại vi lượng thiết yếu trong cái thành phần này được gọi là bột trường thọ đấy ạ. Khi cho vào đây á, thì thấy rằng là liên tục trẻ hóa ra rất là tốt và cải thiện cái triệu chứng sau sinh và mang lại cái lợi ích làm đẹp và nâng ngực là quan trọng. Thứ ba đó chính là cái kế hoạch tiếp thị sáng tạo và thông minh. Với cái hệ thống tiếp thị 102 sáng tạo và khác biệt này, nó sẽ đảm bảo cho mọi người mọi nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp, mang lại cho chúng ta một kết quả cho mọi nhà lãnh đạo, cung cấp cái giá trị cho mọi khách hàng. Và STEMX mang lại cho chúng ta 7 phần thưởng lớn, đó chính là ngoài ra còn được cam kết đồng sáng tạo và chia sẻ và thành công cùng với nhau. Đó, đây là một hệ thống tiếp thị có tên là 102. Cả nhà có gì ạ? Có thấy gì ạ? Có thấy nóng người lên chưa ạ? Và STEMX là duy trì cái triết lý kinh doanh, đó là lấy con người làm trọng tâm và nỗ lực mang lại nhiều tình yêu thương hơn cho thế giới. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình yêu thương và chăm sóc, hỗ trợ cho cộng đồng một cách bền vững. Đó chính là
cái triết lý kinh doanh của STEMX cả nhà nhá, cả nhà có thể cùng nhớ. Và chúng ta phải biết rằng sức khỏe là một tài sản quý giá nhất trong cuộc sống của chúng ta. Hãy trân trọng sức khỏe và tận hưởng cuộc sống của chúng ta. Và cả nhà thấy thấy rằng là gì ạ? Vừa rồi em Thắng đã chia sẻ về sản phẩm. Cả nhà có nóng lòng để xem về gì ạ? Về một cái phần quan trọng nhất, đó chính là phần chính sách không ạ? Nếu như cả nhà muốn, mọi người hãy comment là muốn đi ạ. Tuyệt vời đúng không cả nhà? Và đây là hai cái sản phẩm mà chắc chắn rằng tới đây STEMX sẽ đẩy rất là mạnh vào thị trường và giúp thị trường bùng nổ rất là nhanh chóng. Đó chính là hai cái sản phẩm Energy X và gì ạ? BioX nha cả nhà nhá. Tôi muốn cảm ơn Mid Loan. Rồi ai muốn nữa không ạ? Chính sách này có tên là 102 nhá, quá tuyệt vời đúng không ạ? Đột phá khác biệt. Ok. Rồi chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó chính là phần về chính sách cả nhà nhá. Cả nhà nhìn thấy màn hình chưa ạ? Chưa thấy đâu em ơi. Ok. Chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy ạ. Vì em khi mà em dịch xong về cái tài liệu của marketing plan của Stemcell xong, em thấy rằng đây là một cái mô hình kinh doanh có thể nói là lợi cho người tiêu dùng cũng như là lợi cho người kinh doanh và một cách phát triển rất là bền vững. Và đây là một cái chính sách có thể nói giúp cho chúng ta phát triển rất là bùng nổ trong thời gian tới đây. Cả nhà cùng có thể nhìn trên màn hình ạ, chúng ta có 7 loại thưởng cả nhà cùng comment. Đây là một kế hoạch tiếp thị hoàn toàn mới và StepX cam kết đồng sáng tạo và chia sẻ cùng chiến thắng với chúng ta. Phần thưởng đầu tiên công ty mang lại cho chúng ta đó chính là phần tiền tiền thưởng trực tiếp. Cả nhà cùng comment ạ. Tiền thưởng thứ hai đó là tiền thưởng tích lũy. Tiền thưởng thứ ba đó là chính là tiền thưởng Đúng jackpot. rồi. Tiền thưởng thứ tư đó là tiền thưởng ghép đôi. Tiền thưởng thứ năm là tiền thưởng toàn cầu. Có Support bé tắt giúp em cái mic cho mọi người em với ạ. Tiền thưởng thứ sáu là xong tiền thưởng chi tiêu. Tiền thưởng thứ còn bảy là tiền thưởng mua lại. Đó chính là 7 khoản thưởng của chúng ta. 7 khoản thưởng này thì chúng ta sẽ có đi theo chính sách có tên là 102. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng giải mã cái số 1 này. Và cái số 1 này là gì ạ? Số 1 này chỉ cần nỗ lực chúng ta đều có thể thành công được. Đó, chúng ta chỉ cần nỗ lực là chúng ta có thể thành công được với số 1 này. Đầu tiên đó chính là tiền thưởng trực tiếp. Trực tiếp ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? Đôi 4 6 7 rank, đó là Normal, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Emerald và Ambassador. Thì nó sẽ tương đương với tiền thưởng trực tiếp của chúng ta là từ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20. Đây là tiền thưởng trực tiếp. Khi chúng ta xếp hạng ở rank nào thì chúng ta sẽ được tiền thưởng trực tiếp ở rank đó. Cả nhà có thể nhớ cái điều này nhá. Thứ hai, tiền thưởng thứ hai đó là tiền thưởng tích lũy. Tiền thưởng tích lũy, ví dụ như là chúng ta là ambassador, chúng ta có một người F1 có tên là A ở vị trí là normal. Nếu như A giới thiệu ra một người là normal thì A sẽ nhận được 10%. Vậy thì 10% còn lại của ambassador là gì ạ? Ambassador nhận được 20% thì sẽ nhận được phần chênh lệch là 10%. Cả nhà phần này có hiểu không ạ? A giới thiệu trực tiếp cho B được 10% thì 10% còn lại sẽ chuyển ngược lên cho người bảo trợ bên trên. Đó là chính sách rất là tuyệt vời vì công ty không không có ngược về công ty mà ngược về cho người bên trên. Tiếp theo là tiền thưởng jackpot. Cái tiền thưởng jackpot này vô cùng tuyệt vời và em Thắng chưa nhìn thấy công ty nào có cả. Và cái tiền thưởng này là gì ạ? Chúng ta chỉ cần nỗ lực chúng ta giới thiệu người thôi. Là chúng ta chỉ cần một người ở bên trái có 9.000 PV, bên phải 9.000 PV là chúng ta sẽ nhận ngay vào trong tài khoản của chúng ta là 888 đô cả nhà comment đi ạ. Nhưng không dừng lại ở đó, chúng ta có một cái jackpot thứ hai, đó là bên trái của chúng ta chỉ cần tạo ra 18.000 PV và bên phải 18.000 PV thì chúng ta sẽ nhận về là 2.888 đô ạ. Very good, nó rơi vào khoảng tầm khoảng 65 đến 70 triệu đấy cả nhà ạ. 65 đến 70 triệu đấy ạ. Và ở đây mọi người hãy chú ý này. Đây chỉ tính những người có gói 1.000 PV mới được tích lũy. Có nghĩa là gì ạ? Bên trái sẽ có 9 người là 1.000 PV và bên phải có 9 người là 1.000 PV.
và tất cả chúng ta đều được giới thiệu trực tiếp. Điện tử Jackpot số 1 và số 2 có thể nhận được trong một lần trong một ngày và có thể tích lũy cả nhà nhá. Cái này được tích lũy cộng dồn mãi mãi, chúng ta cứ cố gắng liên tục thì chúng ta sẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được. Chúng ta không cần vội vàng vì cái này là chúng ta sẽ kiểu gì cũng được. Rồi, chúng ta hướng đến cái số 2, đó là sự đoàn kết, là sức mạnh của thành công. Đây là con số 2, cả nhà thì cùng comment ạ. Cả nhà cũng comment ạ. Đoàn kết là sức mạnh của thành công. Ok, 1.000 PV là bao nhiêu tiền ạ? Ok, câu hỏi này anh chị sẽ được trả lời sau khi hết cái chương trình về slide này. Thì đây chính là tiền thưởng gì ạ? Tiền thưởng ghép đôi, cả nhà comment nhá. Đây không phải là tiền thưởng cân nhánh đâu ạ. Đây là tiền thưởng ghép đôi. Vì ở đây chúng ta không cân mà chúng ta chỉ ghép vào với nhau thôi ạ. Điều kiện ghép là gì ạ? Ghép ở đây khi ở bên trái của chúng ta có 350 PV và bên phải của chúng ta là có 150 PV, hay gọi tắt là gì ạ? Một bên là 350 PV và một bên là một vùng nhỏ hơn là 150 PV, thì cứ một cái ghép như này thì sẽ tạo ra được 200 à, tạo ra được 25 đô. Đó. Thì cứ tạo ra lợi nhuận 25 đô như này. Thì nếu như chúng ta so sánh với bảng xếp hạng Normal, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Emerald, Ambassador thì sẽ tương đương với việc đó là chúng ta một ngày chúng ta sẽ ghép được từ 10 cặp đến 25 cặp tùy theo cái danh hiệu xếp hạng của chúng ta. Và cái tiền thưởng ước tính nếu như chúng ta là Gold thôi thì nó sẽ lên đến 11.250 đô rồi. Nhưng nếu mà chúng ta là Ambassador chúng ta lên đến 18.750 đô. Đó. Cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Tiếp theo đó là tiền thưởng toàn cầu. Công ty trích ra cái doanh số toàn cầu chia lại cho mọi người. Đó, chia lại cho mọi người theo những cái rank. Thì trên này chúng ta có từ rank là gì ạ? Normal, Silver, Gold, Platinum lên trên nữa thì là gì ạ? Global pool của chúng ta nó là 15%, 15%, 20%, 20%, 15% và 15% tương ứng mấy cái rank. Thì có nghĩa là gì ạ? Nếu như công ty trích ra 1 triệu đô mà chia cho chúng ta cái global pool này thì nếu như chúng ta ở Silver thì chúng ta sẽ chia là được gói là 150.000 đô. Gold chúng ta cũng được 15%, chúng ta sẽ chia được là 150.000 đô. Platinum chia được 20% sẽ là 200.000 đô. Diamond 200.000 đô là 20%, Emerald là 150.000 đô là 15%. Ambassador là 120.000 đô là 15%. Vậy giả sử nếu chúng ta chỉ có một mình chúng ta là ambassador trên toàn cầu thì chúng ta sẽ nhận ngay là 150.000 đô trên một tháng. Giả sử là nếu mà có 100 gold, đúng không ạ? 100 gold trên toàn cầu thì 100 gold này sẽ chia nhau là 150.000 đô này thì mỗi một gold sẽ nhận về 1.500 đô. Cả nhà hiểu chỗ này chưa ạ? Rất là dễ hiểu đúng không ạ? Rồi. Vậy thì chúng ta để làm sao để chúng ta biết được rằng là chúng ta là member hay chúng ta là Silver hay chúng ta là Gold hay Platinum hay Diamond hay Emerald hay Ambassador đúng không ạ? Vừa rồi mọi người đã cố gắng nỗ lực trong thời gian tiền thị trường vừa rồi và chúc mừng cho những anh chị em nào, phúc cho ai chưa thấy mà đã tin, đã giúp cho mọi người đã đạt được vị trí Silver, Gold và Platinum, thậm chí là Diamond rồi. Và hiện tại chúng ta đã có Diamond rồi cả nhà nhá và Platinum rồi. Đó. Thì điều kiện đầu tiên quan trọng nhất để chúng ta có thể đạt được cái vị trí này, đầu tiên nếu như chúng ta là member thì chúng ta chỉ mua bất kỳ một sản phẩm nào thôi chúng ta có thể trở thành thành viên của công ty rồi, một điều kiện rất là đơn giản đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ? Silver thì chúng ta sẽ là gì ạ? Tự mua gói 1.000 PV, đó là chúng ta đã Silver. Nên là ở đây anh chị em nào mà chúng ta mua chỉ 1.000 PV thôi là chúng ta đã trở thành CV Silver và chúng ta được chia là 15% doanh số toàn cầu. Hoặc cách thứ hai, nếu như mọi người không đủ 1.000 PV thì chúng ta chỉ cần giới thiệu 5 F1 trực tiếp, không kể người ta mua bao nhiêu thì chúng ta vẫn có thể trở thành Silver cả nhà nhá. Cả nhà cùng comment đi ạ. Giới thiệu 5 F1. Tiếp theo, vị trí cao hơn một chút đó là gì ạ? Chúng ta có thể là gì ạ? Vị trí Gold, nếu như chúng ta mua 5.000 PV trực tiếp hoặc doanh số nhóm của chúng ta là gì ạ? 10.000 PV. 10.000 PV. Ở đây doanh số nhóm là gì ạ? Không kể là F1, F2, F gì, chỉ cần là bên dưới mọi người là doanh số nhóm 10.000 thôi.
là mọi người sẽ là gold, và chúng ta sẽ nhận được về là gì ạ? Chúng ta sẽ trở thành gold và được chia 15% doanh số toàn cầu. Được chưa ạ? Rồi vị trí tiếp theo là platinum. Chúng ta có thể tự mua 25.000 PV hoặc chúng ta phát triển cái doanh số nhóm ở cái bên nhánh gì ạ? Cái nhánh gì ạ? Cái nhánh hợp lực mạnh có thể là 35.000 PV, và cái nhánh nhỏ hơn là 15.000 PV, là chúng ta đủ điều kiện để chúng ta trở thành Platinum. Và có một điều kiện bổ sung quan trọng để anh chị em có thể nắm được, đó chính là hai cái người bảo trợ trực tiếp của chúng ta phải là Gold. Đó. Tiếp theo, cái danh tiếp theo là Diamond thì là 100.000 PV ở một nhánh, và một nhánh là 50.000 PV. Và tiếp theo điều kiện bổ sung là hai Platinum ở bên dưới chúng ta. Nên nếu như chúng ta muốn lên ranking tốt hơn thì chúng ta hãy hãy bảo trợ, hỗ trợ cho cái người bên dưới chúng ta trở thành những cái vị trí mà chúng ta đã đạt qua. Emerald thì là 300.000 PV một bên, và một bên là 150.000 PV được tích lũy cộng dồn. Và có hai Diamond là F1. Và Ambassador là gì ạ? Doanh số bên nhánh trái. À, một một cái nhánh yếu hơn là 1 triệu PV, và một nhánh gì ạ? À, một 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 nhánh khác là 500.000 PV, và điều kiện là hai Emerald là trực tiếp. Thì ở đây á, ngoài cái điều kiện là doanh số nhóm ra, chúng ta còn phải điều kiện bổ sung. Đấy, nên có nhiều người á, tới đây nếu như mọi người mà không chạy đều thì mọi người đủ doanh số nhóm nhưng chưa chắc đủ điều kiện bổ sung đâu ạ. Nên là ở đây cái sơ đồ này nó rất công bằng nhá. Và có một điều kiện để nhận được thưởng rank toàn cầu này á, thì mọi người sẽ phải là gì ạ? Với Fever được nhận 15% doanh số toàn cầu thì mọi người có thể gì ạ? Bỏ ra 100 PV. Nhưng nếu mà chúng ta được chia nhiều như vậy thì 100 PV nó có đáng là bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Gold cũng vậy, Gold cũng chỉ có chia cho 100 PV thôi ạ. Và Platinum thì là 1.500 PV. Và hiện tại ở đây là đang ai là đang ở Platinum ạ? Mọi người thì comment được không ạ? Ai đang ở Gold mọi người comment là Gold đi ạ. Ai đang ở Silver mọi người hãy comment là Silver đi ạ. Hiện tại tính sơ qua thì hệ thống của chúng ta cũng có tầm khoảng hơn 50 thành viên từ Silver đến Gold và đến Platinum và đến Diamond đi ạ. Và tiếp theo là gì ạ? Diamond thì chúng ta sẽ là 1.000 PV. Thì khi chúng ta đã thu nhập cao rồi thì bỏ ra 1.000 PV để gì ạ? Duy trì cái thứ hạng ấy thì nó rất là nhỏ nhé cả nhà nhá. Nên cái này nó chỉ là một cái điều kiện đủ thôi. Nên là cái điều kiện này chúng ta đằng nào cũng thế chúng ta cũng vẫn phải gì ạ? Mua. Rồi ạ. Diamond, very good. Chúc mừng chị Loan. Chị Loan đã đạt Diamond. Cả nhà chúc mừng đi ạ. Very good. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi ạ. Có rất nhiều con Diamond sẽ tới đây là gì ạ? Chính là các anh chị. Rồi tiếp theo. Đó là mọi người đều có thể trở thành người chiến thắng bằng cách nắm bắt đúng cơ hội. Đó chính là cái gì ạ? Số 0, đó chính là biểu tượng của vô hạn, biểu tượng của gì ạ? Một gì ạ? Một 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 cái rất là bền vững cả nhà nhá. Và cái tiền thưởng đầu tiên chúng ta chỉ cần là gì ạ? À, mua chi tiêu 500 PV, bạn sẽ được tham gia vào phần thưởng chi tiêu hệ thống khi có thành viên trên toàn thế giới mua cái gói 500 PV như mình thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng chi tiêu của 5 người mua hàng. Đó chính là gì ạ? Chúng ta nhận về 450 PP, đó chính là cái điểm sản phẩm, và 125 CP, đó chính là điểm tiền thưởng tiền mặt. 1 CP thì bằng 1 USD. Thì đây chính là một cách, đó là bằng cách mua lại cái sản phẩm thì chúng ta có thể nhận được cái phần thưởng từ chi tiêu. Nên là ở đây á, chúng ta là người tiêu dùng thì chúng ta càng mua chúng ta càng rẻ, chúng ta càng mua chúng ta lại càng được dùng nhiều cả nhà nhá. Đó. Ví dụ ở đây ạ, bạn ở vị trí số 1, có một người ở vị trí số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 như này, thì bạn sẽ nhận được ngay là 450 PP và 125 đô. Vậy thì cái này nó dùng như nào ạ? Nếu như chúng ta tiếp tục, chúng ta vẫn mua lại cái gói 500 PP này để xếp hàng tiếp đúng không ạ? Thì chúng ta xếp ở vị trí số 7 này bằng cách bỏ ra 450 PP cộng với cả 60 CP. Được chưa ạ? 60 PCP mà trừ cho 125 thì còn thừa ra bao bao nhiêu, anh Huy tính hộ em với ạ? 125 trừ 60 còn tầm khoảng 65 đô rút về. Còn đâu chúng ta vẫn được thêm một gói nữa mang về, được chưa ạ? Vậy có một lưu ý là gì ạ? Nếu như chúng ta ở vị trí số 1 thì số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 sẽ giúp cho chúng ta nhận được phần thưởng. Số 7, số 8, số 9, số 11. Số 9, số 10, số 11 sẽ giúp cho số 2 nhận được phần thưởng. Có nghĩa cứ 5 người đằng sau là chúng ta sẽ nhận được phần thưởng nhá. Rồi có một gói cao hơn, đó là tiền thưởng chi tiêu là gì ạ? Giả sử chúng ta mua một gói 1.000 đô thì chúng ta sẽ được đưa vào hệ thống tiền thưởng chi tiêu khi có 5 người trên toàn cầu mua cái gói hàng 1.000 đô, như chúng ta sẽ được nhận thưởng tiền thưởng chi tiêu, đó là
900 PP đó là chính là điểm sản phẩm, và 250 cut point đó chính là điểm tiền mặt đó. Và 250 cut point này tương đương với 250 đô, thì bằng cách mua lại sản phẩm thôi bạn có thể thu nhập lại cái tiền thưởng của chúng ta thông qua việc hệ thống chi tiêu. Và đây có một cái ví dụ cho các bạn nhìn rõ rõ luôn ạ. Đó chính là mua 1.000 PV thì cũng xếp hàng như vậy ạ. Một có một người vào 1.000 PV thì xếp số 2, một người tiếp theo vào số 3, số 4, số 5, số 6 thì chúng ta sẽ nhận về 900 PP và 250 CP. Thì bằng cách nào để chúng ta xếp vào vị trí tiếp theo ạ? Bằng cách là chúng ta lấy ra 900 PP này cộng với cả bao nhiêu ạ? Cộng với cả 120 CP. Cộng với 120 CP thì chúng ta sẽ được tiếp tục xếp hàng vào vị trí số 7 này để chúng ta lại tiếp tục mua hàng và chúng ta nhận được cái phần thưởng đó. Cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời hay là rất rất tuyệt vời, cả nhà hãy comment đi ạ. Tiếp theo ạ. Và đây là một cái tiền thu nhập thụ động cũng rất là hay để giúp cho các lãnh đạo có thể tạo ra một đội ngũ cấp dưới trực tiếp trong vòng 10 thế hệ của chúng ta. Chỉ cần chi tiêu liên tục và thực hiện mua của họ có thể nhận được phần thưởng cho người tiêu dùng, rồi tiếp tục lại cho những cái người phát triển kinh doanh. Và công thức tính toán như sau: chúng ta mỗi một 100 PV sẽ được tạo ra 20 BV BV nha cả nhà nhá. Và 20 BV này thì sẽ được chia đều cho 10 thế hệ. Mỗi một thế hệ của chúng ta sẽ là 2 BV tương đương với 2 đô. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ được 10 thế hệ từ F1 đến F10. Đó, và chúng ta nhận được 2 PV. Nếu hệ thống của chúng ta có 1.000 người thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu đô một tháng ạ? Là 2.000 đô một tháng. 10.000 người chúng ta sẽ được nhận là 20.000 đô một tháng. Đó là chính là tiền thưởng mua lại này. Rồi ạ. Stem Cell có một cái triết lý rất là hay: thời điểm là tất cả. Đây là cơ hội kinh doanh của thế kỷ. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Câu slogan của Stem Cell rất hay đó là: hãy sợ đứng yên, đừng sợ di chuyển chậm. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta không sợ chúng ta làm chậm, mà chỉ sợ chúng ta gì ạ? Đứng yên mà thôi. Đúng không ạ? Chúc tất cả anh chị em chúng ta sẽ cùng thành công với Stem Cell, và đây mới là thời điểm bắt đầu để chúng ta triển khai. Và ngày hôm nay chúc mừng cho 30 hơn 30 anh chị có mặt trong Zoom này nhận được những thông tin đầu tiên của Stem Cell, và chúc cho anh chị đạt được 1 triệu đô nhanh nhất và sớm nhất cùng với Stem Cell. Chúc anh chị thành công ạ. Và bây giờ em Thắng sẽ nhường mic lại cho Miss Loan để tiếp tục chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất rất nhiều. Cảm ơn lãnh đạo Richard. Cả nhà thấy phần